ngập ngừng bước trên nẻo đường về quê cũ. Khói lam chiều bao phủ mái nhà tranh, lòng sao xuyến khi một mình qua xóm vắng. Mẹ ơi con nhớ tiếng vọng thưa, nhớ tiếng áo của mẹ trong những đêm trăng rọi gió. Sao tôi buồn, buồn thì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng chân đi lần trong cuộc trời đời. Ơi đời mà phải lấy Huy ơi, phải lấy em ơi. Khôn nguôi khi lần con đi trên phần nẻo đường, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Chốn nào mẹ ơi biết chăng, đêm về quạnh hiên nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đẹp kia yên bóng cô liên, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ nín thở và nổi gai ốc. Con ơi, tụi con rất là nhẹ nhàng, rất là khoan thai. Tụi con không phải gồng mình, tụi con không phải làm gì hết. Phân câu rõ ràng, hát xong, hát, đá qua đây, hát, đá ngược đây, hát. Và nhiệm vụ nổi da gà để cho ban giám khảo. Thái nó gọi là ung dung tự tại, không phải cố gắng để nó gò vô chữ nào hết trơn rồi. Hai con hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi. Cô chú muốn biết. Con xin chào 6 vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào Bảo Hân.
Con tên là Lương Trương Quỳnh Anh. Năm nay con 12 tuổi và con cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời, chào con. Bảo Hân, con có một cái giọng rất là đặc biệt luôn. Và chú cảm nhận được cái sự thành thật ở trong cái giọng hát của con. Cho nên khi con chuyển tải cái bài Đèn Khuya này đó, thì nó chạm ngay trái tim của chú. Còn về con á, thì con có một cái giọng cao vút mà nó sáng, nó như là cái dao kéo vậy đó, mà nó khỏe, chém thẳng vào trái tim người ta. Nói chung là hai con đã hớp hồn chú với cái bài Đèn Khuya này. Con làm rất rất tốt và chú cảm thấy rất là hãnh diện khi mà tuổi trẻ của Việt Nam mình vẫn còn biết trân trọng những ca khúc như thế này, vẫn còn có thể chuyển tải được ca khúc này một cách trọn vẹn như vậy. Cảm ơn hai con đã cho cô chú một cái tiết mục tuyệt vời như vậy. Cảm ơn con. Con ơi, đội của cô chú trong suốt thời gian dài, cô chú ngồi đồng, ăn nằm, ngủ về ở đây, cô chú đang tìm kiếm một cái giọng loại như tụi con. Thì á, khi mà hai đứa xuất hiện, cái giọng hát thôi là Huy với cô Như là chọn đi muốn banh cây cần. Nhưng mà da gà nó nổi lên nhiều quá, phải đợi nó lặn xuống cô chú mới đúng gạt được. Đúng là cái giọng hát của hai đứa con thuyết phục cô chú rất nhiều, và cô chú rất là hân hạnh nếu như mà hai con chấp thuận vào nhà của cô chú để mà cô chú có dịp đồng hành với các con sâu và xa và hoành tráng hơn. Cảm ơn. Con ơi, hãy nghĩ đi, giọng hát tụi con giống như là một cái gì đó quá tuyệt vời rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cô chú chỉ là làm cho nó lung linh, huyền ảo, hoàn hảo và hoành tá tràng hơn. Lựa chọn hay không cô không dám nói nhiều nữa. Tùy tâm con nha. Vạn sự tại duyên. Thì bây giờ hai con hãy quyết định đi. Bây giờ mọi người mình cùng đếm 1, 2, 3 nha. Cho hai cháu quyết định. Dạ, đem đếm cho cặp huấn luyện viên mà tụi con. Giây phút này mệt lắm. Tôi đau tim quá. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Chú Huy và cô Như. Như cầu sang mà sao tính tình kỳ. Cảm ơn khán giả. Lịch lãm lắm, thấy không? Bớt nói cái người ta tin mình liền, thấy không? Thì là lát nữa chị phải về là hát là không biết gì sao không hôm nay tôi nổi. Thank you.
suốt đời mà trâu cao giờ thì đã heo, duyên tơ tầm. Sống mơ
chờ con giờ quay nơi chốn xa xăm, chờ con mòn mỏi, chờ con mòn mỏi sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi mẹ chờ con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, con hai, sao mày về mày không nói tiếng mày hay vậy? Rồi có đói không, để vô tía chuẩn bị đồ ăn con ăn nha. Vậy mày đợi tía nghe, sớm sớm đi ra ruộng tía coi có gì tía mang về mình ăn bữa cơm gia đình con nghe. Con nhỏ này mày về không nói tao biết gì hết trơn. Đi vô đi con. Cô hai. Ủa tía, có chuyện gì vậy tía? Chị bay về rồi. Chú bay vô coi cơm nước sao còn mấy cá khô rồi, tía chuẩn bị cho ông nấu cơm cho nó ăn. Nó về đây nó đói rồi, nó không có gì ăn nữa. Lẹ, nhanh lên. Tía vô tía chuẩn bị cơm nước nó ăn rồi đó. Ủa tía, chị hai gả về nhà chồng được 2 năm rồi mà tía. Đúng rồi tía, chị hai đâu có về đâu tía. Vậy là hai bay nông về hả? Chắc tía nhớ nó, tía mơ thấy nó nữa rồi. Thôi, hai đứa ngủ tiếp đi. Tía ra coi có gì tía câu về cho trưa nay có đồ ăn ngon nghe. Nghe. Sớm mà tía. Vậy, lỡ đâu ta có hai đứa về điện sao? Ngủ đi, nghe. Tía ra coi thì sao? Ngày xa rời miền quê, mẹ dối theo nước mắt dòng. Cha sống già buồn đau, thương con khờ lạc bến ra xa. Hai đứng lặng mà đau thương cha, nước mắt tuôn trào. Bao nỗi buồn mênh mông, chỉ xa rời quê nghèo buồn nơi. Mình thương em, mình đừng có uống nữa. Giờ mình đi về ha, ngủ. Lấy rượu cho tôi uống đi. Không, mình giờ mình thương em á, ngày mai không uống nữa nghe. Tôi mình nói ơi lấy nha. Rượu mà em cầm giày về cho mình ha. Giờ em cõng mình về nghe mình nha. Dạ. Mai mình uống tiếp nghe mình. Nói lấy rượu cho tôi uống mà. Cô làm sao vậy? Tôi cưới cô về làm vợ thì tôi kêu cái gì tôi cũng phải làm cho tôi chứ hả? Mà... cô cãi tôi không? Cô cãi tôi không? Cái gì hả? Vậy hả? Cái gì mà rần rần vậy hai đứa? Má coi con cái... dâu nó kìa. Cô má, con kêu lấy rượu cho con uống mà nó không lấy rượu cho sao con là sao? Má đang tịnh tâm mà hai đứa rần rần vậy sao má tịnh tâm được con? Con má tôi cho cô lên bờ xuống ruộng luôn đó. Thôi. Nhậu tiếp nè. Cái thằng vợ thằng hai. Dạ má. Dạ hả mày? Sao vậy con? Má có tiền mà. Má có tiền thì con má có quyền ăn nhậu con à. Tiền của má nó nhậu cả đời còn không hết được mà con. Còn đỡ hơn cái dòng của cha bay nha. Nghèo khổ mà không đi mừng ăn, rồi mắc nợ, rồi sao? Bán con gái đi về làm dâu nhà người ta. Ê cha, mà má nói ai vậy ta? Má dạy con gì cũng đúng hết má. Con nghe hết. Má ơi, mai mốt á, con không dám nói chồng con nữa. Con không dám là, không dám gây gỗ với chồng con nữa. Con cũng không dám cãi má. Má ơi, con
Con về làm dâu cho má được 2 năm rồi. 2 năm trời con chưa được gặp tía con với hai đứa em á. Không ấy cái ngày mai á, sáng sớm á, cái má cho con về cái chưa con quay trở lên lại á má. Ê chàng ơi, vậy chứ má nhớ hình như đâu đó có người cũng về làm dâu 2 năm mà chưa có sinh quý tử. Sao vậy con? Ây chà, bởi người ta nói mà, cây độc không trái, gái độc không con là vậy. Mà con gái nhờ đức cha, cha bay bậy quá hèn chi. Thôi ráng nha con. Đứng ra làm cái gì nữa? Vô lên mùng mệt cho chồng mày ngủ kìa. Dạ. Ngày xa rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng. Cha xót dạ buồn đau, thương con khờ lạc bơ. Vô đây, ngồi, trời ơi, ngồi ăn bữa cơm. Trời ơi, tiếng biết hôm nay nói gì mà. Còn hai, ngồi vậy tía. Hai đứa sao vậy? Cặp chị hai không chào đi. Rồi, trời ơi, múc cơm cho chị hai bay ăn nữa nè. Vợ con hai lâu rồi mới về. Thằng Út, mày nhìn cái gì? Mày chết ông, mày múc cho chị hai mày ăn kìa. Con hai, trời ơi, chị xin lỗi con nha. Hôm nay tía không có biết con về sớm, tía đi mừng đồ ăn nó ít quá. Để chút tía vô, tía nấu thêm mâm cơm cho con ăn nha. Vận thuyền quyên con gái đổ bến qua sông biết đục hay lành. Xa quê cách mấy dặm trường, 12 bến nước biết nơi nào buồn. Nhớ tía với hai em lắm tía ơi. Con ơi, tía xin lỗi con. Tía
nước mặt nặng tình non sông anh dân tròn tuổi đời thanh xuân cho em thơm ngon và vui bước sang một đến trường cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời nên động lại trong tôi cho tay ta
trong và trong xanh với bao người bạn thân. Cảm ơn Quỳnh Anh đã đưa mọi người đến không khí của một đêm trăng rất là đẹp với những câu ca cổ ngọt liệm rót thẳng vào lòng người. Với con á, việc hát cái câu giọng cổ ở trong bài này nó khó không? Dạ, đối với con là không. Con tập lâu chưa? Dạ, con tập bài này không có lâu nhưng mà tại vì có ba là người theo cải lương nên là ở nhà ba cũng chỉ cho con rất là nhiều. Nên là đối với con thì nó cũng không có khó. Con gái ơi, con có một cái chất giọng rất là ngọt, rất là mùi và một làn hơi rất là dài. Không dễ để có được một bạn nhỏ tuổi như con mà có một cái làn hơi như vậy. Con nghĩ là bởi vì cái nôi trong gia đình là con từ nhỏ con đã được nghe cải lương. Không dễ để làm một cái câu xuống xề mà nó ngọt mà nó không có làm cho người ta phải hồi hộp và không biết là bé nó có đủ hơi để hát cái câu này hay không. Ngày hôm nay con làm cái bài này cô đánh giá là rất tốt. Và con có một cái thiên bẩm trong cái giọng hát của mình là cái những cái nốt lên gió của con á, nó rất là lạ. Cô nghĩ là ông trời ban cho con một cái giọng hát rất là đẹp. Hôm nay cái tiết mục này rất là tuyệt về mọi thứ âm thanh, ánh sáng, rồi cái cách trình diễn của con rất tự nhiên. Chúc mừng con với cái phần trình diễn ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn cô. Bé Quỳnh Anh ơi. Dạ. Khi con bước lên sân khấu mặt con rất là sáng. Cô thích nhìn cái gương mặt của con kinh khủng luôn. Cái thần thái ở trong con toát lên á, làm cho người ta không có rời mắt được. Đó là cái mà mình phải tự hào vì đó là tố chất trong cái con người của mình. Trong giọng hát con thì cô không thấy có cái điểm gì mà cô phải đắn đo suy nghĩ hết trơn á. Nó ngọt, tôi nói nó ngọt giống như là trái sầu riêng mà nó gừng chín cay. Mình phải né né sợ, nó chín rồi nó rớt một lúc nữa mình không hay. Rớt lên đầu mình. Đó, ủa? Nó mùi như vậy đó. Chị diễn tả sao nó thành drama quá vậy chị? Sao cái ngọt của bà giấc này ngồi bị cô? Đã trái sầu riêng mà còn rớt lên đầu nữa. Và cô rất là thích con, rất là dễ thương. Chị con ngồi đây và ngắm nhìn thôi con à. Chú thì chú mặc màu vàng, cho nên chú được các cô chú đặt cho biệt hiệu là phù thủy. Cho nên bây giờ chú sẽ làm đúng trách nhiệm của một người phù thủy. Chết rồi. Con chuẩn bị nghe lời của phù thủy nói chưa con? Con không thích phù thủy, con chỉ thích hai cô công chúa thôi. Trời ơi, anh ơi, thôi đừng buồn, anh ơi. Dạ, chừng chừng cho em cái thằng giấy em chậm nước mắt. Rồi, bây giờ chú nói nè. Chú rất là khen ngợi con ở cái chỗ là con ý thức được mình bước lên sân khấu trình diễn như thế nào. Con bước lên sân khấu một cách nhẹ nhàng, tha thướt. Cái tiết mục vừa rồi khiến cho chú ngồi xem như là một tiết mục biểu diễn nghệ thuật thực sự trên sân khấu. Và con là một người nghệ sĩ đang hát trên một cái sân khấu lớn. Và chú cũng rất là cảm ơn gia đình của con đã chỉ dạy cho con cái ý thức của một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu. Đó là một cái điều rất quan trọng. Và một điều nữa và chú rất khen ngợi, đó chính là từ cái câu chữ của con khi hát dòng sông, cây tre, ánh trăng, đặc trưng Nam Bộ. Đó là một cái điều đáng khen. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biết được số điểm của cô Võ Hà Trâm và cô Phương Trinh Jolie dành cho con. Số điểm của chú Nguyên Vũ sẽ được giữ lại. Xin được mời cô Võ Hà Trâm. 9,75 điểm dành cho Quỳnh Anh. Cảm ơn cô ạ. Xin mời cô Phương Trinh. 10 điểm.
cổng Tân Phước, gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần ngõ, đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa, Trà Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, xa để ra người yêu dấu tháp người Tràm Chim, ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, núi vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóng trăng đón chờ nghe lời chào cô nàng bán bánh ngon, mua giùm em bánh mía dùng thơm đi mọi người ơi, từ chuối đành sao lồi sao chân thật, từ chuối đành sao vị ngọt đất quê mình. Bình minh sáng tươi quê em rụng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lay ngả nghiêng cành lúa trổ bông, bờ đê đọng sương ướt mơ, trời xanh nhợt nhờ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca triều mến đậm tình quê hương. Bây giờ nha, em làm câu thơ tặng cô nha. Làm đi. Cô em nay lớn tuổi rồi hả? Nhưng cô vẫn trẻ, thật là đẹp xinh. Hay hay hay. Em á, em phải noi gương bạn Quỳnh Anh nè. Làm thơ là phải làm thơ chân thật như vậy, em hiểu không? Dạ. Thôi, bây giờ vô á, làm lễ bế giảng đi. À, thẳng tiện á, em kiếm câu thơ nào hay hay tặng cô nghe chưa? Dạ. Đi 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 đi. Đi.
dặn lòng ơi thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc môi ưu hoài này ai có hay. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách ai đưa ai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người. Còn nhớ đến ân tình không, đường xưa im bóng ai đưa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Quay vòng coi coi. Wow, là dáng cô giáo quá ta. Tôi á là giáo viên dạy văn. Ủa, vậy là làm giống cô mình nè. Đúng rồi. Ủa, còn dạy này bà làm gì ạ? Đợi tôi tí. Alo. Ờ, vụ đó đó hả? Giao dịch đi. Ok ok. Trời đất ơi, dạo này làm lớn ta. Giao dịch hả? Ngân hàng, bất động sản, xuất nhập khẩu, làm cái nào vậy? Đâu, tôi đâu có làm mấy cái đó đâu. Cứ giao dịch là giao cái gì? Ừ, thì giao mấy con vịt đó. Giao mấy con là sao? Thì nhà tôi nuôi mấy con vịt nè, xong rồi đi giao cho người ta. Hồi xưa tôi đậu nông lâm mà, giờ tôi về tôi làm chăn nuôi trồng trọt. À, thôi vậy được rồi. Ủa, mẹ nãy giờ bà thấy cô đâu không? Ờ ha, cô đâu rồi? Nãy giờ tôi kiếm hoài không thấy cô đâu luôn. Ai kêu tôi đó? Dạ tụi em. Ai vậy bay? Con quần anh này cô. À, quần anh. Quần anh nào ta? Cô em nay lớn tuổi rồi. Hả? Nhưng cô vẫn trẻ, thật là đẹp xinh. Cô nhớ con hả? Coi cô, còn em nè cô. Quên rồi. Cô giỡn thôi, Thảo Nguyên phải không? Dạ. Cô ơi, dạo này cô khỏe không cô? Cô vé ra à? Về hưu rồi, nhưng mà vẫn khỏe. Dạ. Thôi, giờ á, vô họp lớp đi. Sẵn tiện em kiếm con thơ nào tặng cô. Hai mấy năm rồi chưa con thơ nào hết á. Dạ đi đi nha cô. Mượn một ca khúc viết lên tâm sự, biết bao nỗi niềm phút giây tạ từ. Hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, sợ biệt ly ôi thấy điều hi. Nhìn nhau không nói mắt sưng thương xác phượng ta tới bên đường. Bạn cũ mấy trường xưa ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời, ngập ngùi đành câm nín mà thôi. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa
mai khi hè đến. Ngày xưa ơi nhớ mãi không quên. Thời gian ngắn cách chúng ta trong đời, nhớ thương rất nhiều nói không nên lời. Màu áo tím ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái dầu, hạ buồn này nhớ mãi ngàn sao. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng ơi đứa này đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi. Người xưa biết đâu mà tìm. Gái của tôi đó quý vị. Con đáng yêu quá, con giới thiệu con tên gì và mấy tuổi ở đâu được không? Dạ con tên là Lê Huỳnh Bảo Ngọc, năm nay con 9 tuổi, con đến từ thành phố Cần Thơ. Dạ em xin lỗi, em xin lỗi. Ờ MC Ngọc, sức quan bên Ngọc, đi cưng. Đây không phải thí sinh, đây là bạn dẫn của em. Hả? Xin giới thiệu với gia đình, đây là bạn dẫn đẹp nhất mà em vừa mới tuyển cho chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Và wow, hai mình đọc tay cái high five. Yeah, Bảo Ngọc cho mọi người biết đi, Bảo Ngọc sẽ làm vai trò gì với các bạn nè? Dạ thưa chú là MC. MC, nhưng mà Bảo Ngọc sẽ làm gì để cho các bạn tự tin bước ra sân khấu nè? Dạ con sẽ chỉ cho các bạn bí quyết. Bí quyết gì? Wow. Bí quyết luôn. Bí quyết gì để giúp cho các bạn tự tin? Thí dụ như là chú Nguyên Khang đang quá hồi hộp lo lắng, con có bí quyết gì để con giúp chú Nguyên Khang tự tin lên đi? Bạn Khang 6 tuổi chuẩn bị bước ra sân khấu, bạn Bảo Ngọc giúp cho bạn Khang tự tin đi. Bây giờ bạn sẽ làm theo mình nha. Ok, làm gì? Bạn hít thở sâu vô. Hít thở sâu
thật xấu vô, sâu hơn hồi nãy luôn. Thở nhẹ ra. Cứ hít hoài vậy, hít thở hoài vậy hả? Xong rồi bạn nghĩ tới một cái chuyện vui ơi là vui mà bạn sắp chuẩn bị làm đó. Vui quá, nhiều chuyện vui quá. Không có chuyện gì vui hết. Chuẩn bị đi thi nhưng mà chưa biết cái gì vui hết, đang căng thẳng quá giờ sao? Bạn nghĩ thí dụ mà ba mẹ mua đồ chơi cho bạn nè. Đúng rồi. Vui rồi, mua đồ chơi cho mình à, hay quá, vậy là tự tin rồi. Nếu mà ví dụ ba huấn luyện viên, ba cặp huấn luyện viên đều chọn mình á, thì bạn có cái bí quyết gì giúp cho mình tự tin về đội huấn luyện viên nào không? Theo như cái bí quyết của con á thì con chưa có cái bí quyết đó. Có bạn 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 Khang nè, coi như bị loại nè, vô bên trong chạy vô góc ơi, Khang bị loại rồi. Con làm sao để con an ủi bạn đó nè? Kéo lại. Bạn ơi, bạn đừng có buồn. Mình bị loại rồi. Không sao đâu. Không buồn lắm. Tại bạn hát dở bị loại đúng rồi. Thì về nhà bạn cố gắng bạn rèn luyện để mùa sau bạn đi thi nữa. Nguyên Khang và Bảo Ngọc xin chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Bảo Ngọc có thể chia sẻ cái điều đặc biệt của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí là các bạn thí sinh của chúng ta bao nhiêu tuổi và các bạn đến từ những cái tỉnh thành nào không? Các bạn thí sinh sẽ thi từ 6 đến 14 tuổi, tuyển sinh ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu và An Giang. Hay quá, như vậy là có 6 tỉnh thành để tuyển các bạn thí sinh. Giả sử như mặt một bạn thí sinh mà chúng ta mà được tới 3 vị huấn luyện viên đều được chọn, thì cái quyền quyết định để chọn về đội huấn luyện viên đó sẽ như thế nào? Cái quyền quyết định đó sẽ thuộc về thí sinh. Thưa quý vị, tại vòng tuyển chọn, các thí sinh sẽ dự thi dưới hình thức đơn ca và song ca. Sau khi được về với cặp huấn luyện viên, thì các thí sinh sẽ được cân nhắc để ghép đôi thành cặp ăn ý nhất để biểu diễn ở các vòng trong. Bây giờ thì Bảo Ngọc, anh Khang sẽ làm nhiệm vụ ở sân khấu chính và nhiệm vụ của Bảo Ngọc là ở khu vực hậu trường. Bảo Ngọc, dạ. Hãy cố gắng làm sao để truyền lửa động viên tất cả các bạn thí sinh, được không? Dạ được. Thế thì bây giờ anh em mình cùng dàn cái để quyết tâm, đọc tay nha. 1, 2, 3. Cảm ơn Bảo Ngọc rất nhiều. Lần nữa xin hãy chào đón cô gái rất dễ thương của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, bé Bảo Ngọc. Thôi, dừng lại đi. Tôi đã thấy hết rồi. Trời ơi, quên mất cái gương. Nợ đừng có hồng hù tôi nha. Thôi bây giờ tụi mình về chỗ đi. Hai bạn tên gì? Chào bạn, mình tên là Võ Cảnh Tú, năm nay mình 9 tuổi. Còn bạn? Chào bạn, mình tên là Phạm Anh Khôi, năm nay mình 9 tuổi. Hai bạn sẽ hát bài gì nè? Hai tụi mình sẽ hát bài Bông Bóng Mang Bang. Wow, bài này trong nó có phần nhảy nữa đúng không? Mà hai bạn biết nhảy không? Biết. Thôi bây giờ mình nhảy một bài gì để làm nóng không khí lên đi. Ha? Mình nhảy bài Chicken Dance. Ủa, nhảy ở đây luôn hả? Ra đây lẹ đi. Bạn nha. 1, 2, 3. Wow, thế là mình cũng xong rồi. Các bạn cảm thấy nóng lên chưa? Nóng rồi. Rồi mình chúc hai bạn lên sân khấu sẽ có thật nhiều may mắn. Bây giờ mình dàn cái nha. 1, 2, 3, yeah! Bye bye! Oh,
viên có vẻ rất là sôi động hơn thí sinh của chúng ta nữa. Thưa quý vị, đây là cặp đôi Cẩm Tú và anh Khôi. Trời ơi, cái tên nghe cũng đẹp nữa. Vừa rồi là một ca khúc rất nổi tiếng, Bóng Bóng Bàng Bàng. Và bây giờ thì xin mời ba huấn luyện viên sẽ đưa ra cái phần nhận xét này. Hai đứa con hát xong mệt không? Không. Mệt không? Nói thiệt lòng với cô, đây là hai đứa mình như người nhà. Là hát xong có mệt không? Dạ không. Vậy mới là nghệ sĩ con ơi. Vậy thì mới xứng đáng đi về đội của cô. Bây giờ sĩ dụ nha, bây giờ con trả lời là con có mệt để cô trả lời sao nha. Dạ có. Rồi hỏi trả lời đi. Có, phải không? Coi cô trở mặt nè. Thì mới càng đi về. Không phải, cô Trang. Không, con ơi con, chú Nghĩa hiểu tính cô Đoan Trang lắm. Con nói con không mệt phải không? Thì cô Trang nói rằng không mệt mới xứng đáng về đội của cô. Còn bây giờ chú hỏi lại nè, con có mệt không? Dạ có nè. Đó. Dạ có. Con mệt cho nên con về đội của cô để cô chăm sóc cho con nhé. Ý cô Trang là vậy đúng không? Về mặt ăn nói mà diễn đó thì chắc chắn là cô không có lại những cái con người Thu Trang với Đại Nghĩa. Là sao? Nãy giờ em bên mà, chị mà. Bây giờ là quên, chị xin lỗi cưng. Là dạ. Cưng là đang đóng vai chính diện, còn đây là phản diện áo đen. Đi về. Ủa sao viên quy định tôi phải phản diện trời. Bây giờ cô nói như vậy. Vậy. Thật ra thì cái hú vừa rồi là các bạn dành cho ai? Giả bộ đi, giả bộ đi, giả bộ đi, mình giả bộ cũng được. Trời ơi, thương quá. Ok, bây giờ vậy, hai đứa con vừa rồi á hát giọng rất là sáng, một chút dân gian mà rất là hiện đại, thì cô cảm thấy là cô hợp nhất về đội của cô với lại chú Thanh Bạch. Tụi con nhảy rất là khớp nhạc, nhưng mà tụi con thiếu một chút xíu sự diễn xuất giao lưu với nhau. Chuyện đó chú Bạch và cô Trang sẽ phát huy nội lực của tụi con gấp 10 lần. Đó, nghe chưa? Nghe ghê chưa? Bây giờ xin mời cặp đôi Thu Trang và Dương Triệu Vũ. Xin mời ạ. Khi mà cái màn còn đóng đó, là ở đây là chú Vũ với cô Trang đã thấy là tụi con nhảy rồi. Là chú Vũ nói trời ơi, nhảy đúng nhịp như vậy. Mà một khi mà các con mà nhảy đúng nhịp á, là chắc chắn cái thẩm âm rồi cũng rất là tốt. Cái nhịp. Cô nói không ra cái chữ thẩm âm. Cô nói tưởng thì ra chữ thẩm mỹ. Không, cái đó cũng là thẩm mỹ anh à. Cho nên là cô nghĩ là chú Vũ sẽ phát huy cho con về cái mặt ca hát. Còn cô Trang phát huy gì? Diễn xuất cái thần thái ở trên sân khấu. Chú Thanh Bạch hồi nãy nói là tụi con nhảy nhưng mà không có giao lưu với nhau. Thì chú Thanh Bạch được làm được điều đó và cô Trang cũng làm được điều đó. Hình như thấy Cẩm Tú hơi giống Trang tí xíu á. À vậy hả? Bây giờ lên đứng coi thử kìa. Vậy hả? Xem nhìn như hai chị em luôn. Anh Khôi con biết không? Con rất giống Andy, con trai cô Trang. Cho nên là cô nghĩ là con về đội của cô Trang với lại chú Vũ á thì sẽ sao? Hay hơn. Tại vì Andy sẽ lên chơi với con, mà Andy rất là có khiếu nhảy. Con có biết là cái tuyệt đỉnh song ca người lớn á, cái đội nào thắng năm trước không con? Là đội của chú đó con. Yeah. Cho nên Tú với Khôi nghe cô nói nè, người lớn với con nít nó khác nhau nhiều rồi. Lắm con. Nó khác. Tự nhiên thắng người lớn cái vô nít không biết làm gì. Cái này đội chú quán nói. Quân chương trình, cô Trang đâu có khoe gì đâu. Mà chú Bạch khoe giùm nha. Thôi bây giờ tôi cũng quán quân mà. Thôi bây giờ bây giờ em cũng quán quân tài tử trên đài. Anh Vũ cho chị Trang, anh Vũ cho chị Trang. Em hát cải lương được. Đó. Em quán quân tài tử trên đài là quý vị. Đó, anh chị về chỗ đi, anh chị về chỗ đi rồi chúng tôi nói. Anh nghĩ là nếu như mà cặp đôi giám khảo nào ra mà bước đây mà nhảy mà giống mà dễ thương nhất, anh nghĩ em nên về cái đội đó. Nhảy thì mình có thể đi về, rồi về nhà mình nhảy với tập nhau, rồi mình tập với nhau. Cái tự nhiên cái mình đi ra đây, cái mình làm cái gì cho khán giả mình. Cô nhảy liền được. Đúng không? Đây. Một like cho nghệ sĩ Thu Trang. Cô sẽ đi xuống dưới cô ngồi, tại vì cô không có đứng ở đây để gây rắc rối chương trình, đúng không? Cô đang gây rắc rối đó cô ơi. Cô Trang ơi, chốt lại cái tiết mục này là tụi con hát múa dân gian đương đại, Đoan Trang với Thanh Bạch, hai cô chú hợp nhất ha. Bây giờ tụi con chọn đi ha. Đó, quyết định gì đi, vỗ tay bự bự lên. Hai con ơi, bây giờ các con nghe cô Cẩm Ly nói nha. Nãy giờ cô Ly nhường cho hai bên kia nói, cô Ly nói không có lợi. Cô Ly như bà tiên, như mẹ hiền vậy đó. Dạ chú cũng vậy á chú. Ừ đó. Chú thích con rồi, nói đi cô Ly. Làm riết quảng không biết nói gì luôn á. Cô thích ở Cẩm Tú á. Con là cái làm chủ sân khấu, con quá giỏi. Chính vì con quá làm chủ cho nên anh Khôi mới là không có được tự tin, cho nên là hai tụi con mới không có cái sự đồng điệu với nhau. Cái tiết mục của tụi con nó tạo được cái cảm hứng cho tất cả khán giả cũng như là các cô chú ở đây. Và cô cũng biết chắc là tụi con cũng đã có sẵn một cái đội để tụi con về rồi. Các cô chú rồi làm mưa làm gió tranh giành dữ quá chứ tới hồi rồi. Bây giờ cô con cũng có định sẵn một người rồi. Tức là nãy giờ đó mấy cô chú làm nhiều trò như vậy,
thực chất là để cho mấy con bình tĩnh lại thôi. Là tại vì mấy con là những người phải mở đầu chương trình. Và khi mình hát đầu chương trình đó mình rất là áp lực. Mà hai con diễn quá tốt đi. Nhất là cái vũ đạo của con, lúc mà con chưa bắt đầu hát là chú đã muốn gạt cái cần rồi. Tại vì hai con rất là tài năng. Con đừng có phân vân và ngại là chọn đoạn đội nào mình phải về. Con chọn không phải là đội của các cô chú ở đây thì cũng về một đội thôi. Mà cần sự hỗ trợ thì sẵn sàng giúp đỡ, chứ không có nghĩa là mình một cái thế giới độc lập riêng của cái đội đó. Mà mình là nguyên một khối của tuyệt đỉnh sông ca nhí. Cho nên các chú yêu thương các con như nhau, các con đừng có lo. Rồi bây giờ như thế này nha, chú Khang đếm 1 đến 3. Con chạy thật nhanh đến đội của huấn luyện viên nào mà con chọn được không à? Ok. 1 2 Giới thiệu về mình đi, em tên gì? Em tên Khánh Bằng. Khánh Bằng, mấy tuổi? Dạ em 10 tuổi. 10 tuổi, còn em? Dạ em tên Bích Tuyền, 12 tuổi. Em ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long. Dạ, em ở Tây Ninh. Tây Ninh, Tây Ninh là có muối tôm với lại bánh tráng đúng không? Ừ. Ở Vĩnh Long có gì? Có đặc sản gì em? Có mận. Có mận. Có xoài. Xoài. Có sầu riêng nữa. Ủa ngon quá vậy. Ở nhà mình có trồng cái trái gì không? Dạ có. Trái gì? Nhà em trồng xoài. Hay quá, vậy mốt anh Khang xuống dưới là phải lấy cho anh Khang trái xoài thật là bự ha. Thì bây giờ lên sân khấu điều quan trọng là hai em phải tự tin, không có được căng thẳng gì hết. Hai pha với hai bạn cùng lúc luôn để chúng ta bước lên sân khấu. Yeah. Lọc mạnh một cái nữa. Hai. Yeah. Rồi, xin chúc hai bạn thành công nha. Hôm nay hai chị hát bài gì? À, hôm nay hai chị sẽ hát bài Phải Làm Con Gái Bến Tre. Ủa, cái bài đó có phải là Bổ Sang Phà Rạch Miễu không chị? Phải rồi đó em. Trời em thích bài này lắm luôn á. Em nghe bài này hay lắm luôn á mà chưa có ai dạy cho em trơn á. Bây giờ hai chị có thể dạy cho em được không? Được chứ. Bây giờ chị sẽ hát nha. Dạ. Bổ Sang Phà Rạch Miễu, qua lẻo đẻo theo sau. Bầu sang và rạch miếu, qua lẻo đẻo theo sau. Bạn Ngọc hát hay quá. Một xíu nữa mà lên sân khấu á thì hai chị nhớ hát hay như bây giờ nha. Thôi bây giờ tới giờ lên này, em chúc hai chị thi tốt nha. Bầu sang phà rạch miếu, vô chờ giữa nhân nhớ. Về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ. Tống bàn chân quán quanh quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa dừa
sang phà rảnh miếu thăm trường cũ Nam Phương, lự lắc lư xe thô Hà Mồ chàng ơi quá dễ thương, quen lòng đeo bén ngón đang nghĩ hoài không nghe, ước gì đường trắng trở gặp nụ cười đứa con của anh. Hai đứa con của anh hả? Con sao nó đâu anh giống cha nó tí nào đâu. Thì con hơn cha là nhà có phúc mà. Dạ. Rồi bây giờ hai con ở đây nha, để cho mấy cô chú nhận xét góp ý về tiết mục của mình. Rồi lát nữa đón hai con về nhà ha. Hai con giới thiệu đôi nét về mình đi, con tên gì và đến từ đâu? Dạ con tên Bích Tuyền, con 12 tuổi, con đến từ Tây Ninh. À. Con tên Khánh Băng, con 10 tuổi, con đến từ Vĩnh Long. Hai con rất là dễ thương, hát hay. Khánh Băng á, giọng con rất là điêu luyện, còn còn con thì cần phải coi về cái cao độ chút xíu với lại cái nhịp, nhưng mà hai con là có cái giọng thiên phú rồi, hai con sẽ làm rất tốt ở trong chương trình này. Chúc mừng hai con. Trước khi ca sĩ Cẩm Ly mà chia sẻ thì Nguyễn Khang muốn hỏi là cái động lực nào đã khiến cho anh đã quyết định bỏ rời cái vị ghế của mình ra mà vòng ra phía đằng sau mà có sự phối hợp như vậy? Chú sợ bên đây lỡ như cô Đoan Trang mà muốn đổi màu, cô Đoan Trang hốt tụi con về, hay chú Dương Triệu Vũ bữa nay thích hát dân ca lụm tụi con về rồi làm sao? Ai dành cho lợi hai cái con người này bên đây, họ dữ quá, chú nói không có lợi. Trời ơi, dặn chân vậy đó trời. Cô Đoan Trang có chia sẻ gì không? Cô chỉ chúc mừng tụi con được về đúng cái nơi mà tụi con sẽ được phát triển hơn trong cái dòng nhạc của tụi con, mặc dù cô cũng rất là muốn thử thách đem tụi con về đội của cô, tranh giành cho bằng được với chú Đại Nghĩa với lại cô Cẩm Ly. Cô cũng có thể hướng dẫn cho tụi con một cái dân ca nó khác biệt hơn chút xíu, nó gây cái hấp dẫn hơn chứ không phải là dân ca thuần túy. Nhưng cô nghĩ nhìn qua nhìn lại thì cô vẫn đánh giá cao cái sự mà chui ra tuốt cái đằng sau bên kia một cách giành giật mãnh liệt của chú Đại Nghĩa, cho nên cô nhường. Cô Đoan Trang nói cô Ly không chấp nhận. Ôi trời đất ơi. Em cứ việc bấm đâu phải là khác dòng nhạc là mình không bấm đâu, tại vì trong đội, trong cái đội của mình nó sẽ đa màu sắc. Vấn đề là nó hợp, mà vấn đề nó hợp hơn nữa là hai bé sinh đôi. Nó giống như Đại Nghĩa với Cẩm Ly. Hiểu. Đi về đi con. Không, quá không, không chưa, con. Chưa. Sao hôm qua? Cô Trang có khoe cái bộ áo đầm của cổ này giờ xuống luôn nè. Tôi nói thiệt, nãy giờ tôi nhìn lắm, bây giờ tôi phải nói thôi nè. Cái đầm của Đoan Trang là may từ cái màn cửa nhà tôi đó. Nhà mình mất cái gối mà bây giờ cái gối nó thành cái áo của Đại Nghĩa kìa. Ủa vậy là anh Bạch ơi, anh Bạch ở nhà anh gối đầu bằng một cái gối mà đầy hộp vậy ha anh, gối trang trí. Cha con đó đó, ba mẹ con đó, đi về đi. Vui cùng phong độ rượu, ta cùng nhau đó. Gặp niềm vui.
Cùng đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ, con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi, con đến từ Đà Nẵng. Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này, hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ, đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con. À vậy hả? Chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng. Con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước. Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt, tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Hôn chú gái coi. Cái bé này có một cái tài năng khác nữa, đó là hồi nãy thì anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình được không? Cái thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạ cha chảy xước nụ cười đến đầu. Về đi anh ư, ngày dài cả hơn một mùa. Cài thêm em ư, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài thêm em ư, cả những ngón tay chảy xước của em bằng anh.